Vâng, xin chào anh em. Và trên tay mình đây là chiếc Xiaomi Redmi K20. Và hiện tại thì có rất là nhiều anh em yêu cầu mình là làm clip để test game trên chiếc máy này. Và hôm nay mình sẽ làm clip để test hai tựa game rất là nhiều người chơi. Đấy chính là Liên Minh Mobile và PUBG Mobile anh em nhé. Đây, và bây giờ mình xin test cho Liên Minh Mobile trước. Đó, và mình đã vào sẵn rồi, và mình sẽ show cái bảng setting cấu hình của chiếc máy này nhé. Đó, anh em có thể nhìn này. Đây là mức thấp nhất này, mức cao này, Ultra này. Đó, khi lên Ultra thì nó đã bắt đầu cảnh báo về cấu hình cũng như là pin này. Đó, vậy thì để tốt nhất thì mình sẽ để mức trung thôi nhá, mức giữa thôi. Đó, và bây giờ bắt đầu vào trận thôi nào. Mình sẽ chọn một con tướng tủ của mình luôn. Đây chính là Zenith. Đó, như anh em có thể thấy là mức FPS của nó ở 30 nhá. Đây, FPS của nó lên ở mức 30 này. Và cái mức FPS này mình cảm giác là đi nó cứ hơi bị khựng khựng thế nào ấy. Đó, mình di chuyển nhưng mà phải khoảng tầm một thời gian sau nó mới bắt đầu phản hồi lại này, chứ nó không được mượt. Cũng có thể là cái này do mình đang fake IP sang một nước khác nên là nó sẽ hơi khựng một tí.
Nó chiến thắng rồi. Rồi và bây giờ mình sẽ xin test sang tựa game PUBG nha anh em nhé. Đó, tắt cái này đi cho nó đỡ bị ăn giam này. Rồi, vào game. Đó, và bây giờ mình sẽ vào cái bảng setting cấu hình cho anh em xem này. Đồ họa này. Đây, mình sẽ bật cấu hình này. Mượt này, cân bằng này, HD này. Đó, HD thì mức FPS của nó chỉ ở mức cao thôi nhá. Lên HDR thì nó đã cảnh báo này. Không lên được anh em ạ. Giảm FPS xuống không có lên được, không lên được. Đó. Đó, vậy mình sẽ để ở mức mượt thôi nhá. Rồi vào game đây nào. Đồng đội mình nó bắn nhanh thế.
Tìm thằng cuối cùng mà khó quá. Ừ, được top 1 rồi. Đó, clip test game của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em cần mình test bất cứ một tựa game nào trên chiếc máy nào thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em. Xin chào tạm biệt anh em.